Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if trong Excel. Hàm if chính là hàm điều kiện, nó có tác dụng trả về một cái giá trị mà các bạn đặt theo một cái điều kiện nào đó. Ở đây trên màn hình thì các bạn đã thấy cái công thức của hàm if nó như sau. Nó được cấu tạo bởi 3 đối số. Cái đối số nhất ở đây mình có bôi màu để cho các bạn dễ hình dung. Cái đối số nhất chính là cái logical test. Cái này chính là cái biểu thức điều kiện. Còn cái đối số thứ hai là cái value if true là cái giá trị trả về nếu cái biểu thức điều kiện nó là đúng. Cái đối số thứ ba chính là value if for sale, nghĩa là giá trị trả về nếu cái biểu thức điều kiện nó là sai. Để dễ hình dung thì mình có một cái ví dụ thứ nhất. Ở đây mình cái ví dụ của mình là cái đối số thứ nhất mình đặt, cái đó là cái biểu thức điều kiện mình đặt nó là 3 lớn hơn 5. Đối số thứ hai, nếu mà cái biểu thức điều kiện này nó mà đúng thì nó sẽ trả về là cái đối số thứ hai mình đặt nó là bài 1. Còn nếu cái biểu thức điều kiện 3 lớn hơn 5 này nó mà sai thì kết quả trả về nó chính là cái đối số thứ ba, thì mình đặt nó là bài 2. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái kết quả. Đây mình sử dụng hàm để các bạn thấy if 3 lớn hơn 5 1, nếu mà sai thì nó sẽ kết quả trả về là bài 2. Các bạn có thể thấy kết quả đó là bài 2, tại vì 3 lớn hơn 5 nó là một cái biểu thức điều kiện sai, cho nên kết quả trả về sẽ là đối số thứ 3. Ở đây đối số thứ 3 là bài 2, nó trả về kết quả là bài 2. Ví dụ ở đây cái bài 2 này mình không đặt tên là bài 2 mà mình đặt tên nó là làm sai rồi chẳng hạn. Đây mình phải đặt ở đây mới đúng. Làm sai rồi. Đó, thì các bạn có thể thấy kết quả trả về nó là từ làm sai rồi. Mình không để cái biểu thức điều kiện mà mình không để là 3/5 mà mình để là 3 nhỏ hơn 5 chẳng hạn. Đây mình đổi lại là 3 nhỏ hơn 5. Thì khi các bạn sử dụng hàm thì nó sẽ ra như sau, 3 nhỏ hơn 5. Bấm Enter thì kết quả đó là bài 1. Tại vì 3 nhỏ hơn 5 nó là một cái biểu thức điều kiện đúng, cho nên kết quả nó sẽ trả về là cái đối số thứ hai. Đối số thứ hai chính là value if true, đây là giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện đúng. Thì 3 nhỏ hơn 5 nó là biểu thức điều kiện đúng nên nó trả về cái giá trị thứ hai là bài 1. Ở đây ví dụ mình lấy thêm một cái ví dụ khác. Đây mình copy cái ví dụ này lên đây. Họ tên này. Kết quả. Ở đây ví dụ mình đặt cái công thức của nó là hàm if này. Cái đối số thứ nhất chính là cái biểu thức điều kiện. Biểu thức điều kiện ở đây mình đặt ra là những người mà có họ tên là Nguyễn Thái Nga. Thì nó sẽ trả tên về là chữ Nga chẳng hạn. Thì công thức ở đây các bạn sẽ phải đặt là H2 đúng không? Là cái ô này. H5 bằng. Mình đang đặt điều kiện là Nguyễn Thái Nga. Nếu cái biểu thức này là đúng này, Nguyễn Thái Nga, thì kết quả trả về cái đối số thứ nhất nó sẽ là, mình đặt nó tên là đúng này. Các bạn lưu ý khi các bạn đưa ra một cái đoạn text thì các bạn phải đưa nó vào trong cái ngoặc kép nhé. Ví dụ ở đây Nguyễn Thái Nga nó là đoạn text này, phải đưa vào ngoặc kép. Ở đây thì chưa đúng, mình sẽ phải đưa nó vào ngoặc kép này. Còn cái dấu mà ngăn cách ở giữa các đối số với nhau thì
Các bạn nhìn cái đó tùy từng cái phiên bản Excel và tùy từng trong cái máy tính của các bạn cài đặt. Ở đây của máy mình thì nó ngăn cách bằng dấu phẩy. Các bạn có thể nhìn ở dưới cái tên hàm, nó gợi ý ở dưới đây này, có dấu phẩy này. À, ví dụ khi các bạn dùng máy khác có thể đây nó thay bằng dấu chấm phẩy chẳng hạn. Mình sẽ tiếp tục cái công thức này. Nếu mà cái bảng điều kiện này nó không đúng thì mình sẽ đặt tên nó là sai. Còn ví dụ nếu mà mình mà đặt tên nó là số 6 chẳng hạn. Số thì các bạn sẽ không đưa vào quả kép ha. Đây, quả kép này. Các bạn không đưa vào quả kép. Các bạn chỉ đưa vào quả kép khi nó là cái đoạn text thôi. Giả sử mình đặt nó là 6 đi. Rồi các bạn enter. À, thì cái đây tên của nó là đúng này. Mình đang đặt điều kiện là cái OH5 này nếu mà bằng tên là Nguyễn Thái Nga thì nó sẽ trả về điều kiện là đúng. Thì ở đây cái OH5 là Nguyễn Thái Nga là đúng rồi. Giả sử mình kéo xuống. Thì các bạn có thể thấy cái OH6 này nó là Trương Ngọc Lan thì cái bảng điều kiện này nó là sai, cho nên kết quả nó trả về là đối số thứ 3 chính là số 6. Mình sẽ lấy tiếp một cái ví dụ nữa. Giả sử đây mình có một danh sách các cái thí sinh này, nên điểm trung bình của họ này. Ở đây bài câu 1 của nó là nếu thí sinh có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 thì kết quả trả về là đậu. Còn các thí sinh còn lại thì kết quả trả lời về trượt. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng hàm như sau. Các bạn nâng chữ if. Đối số thứ nhất chính là cái bảng điều kiện. Điều kiện của nó là cái ô này lớn hơn hoặc bằng 5. Lớn hơn hoặc bằng 5 thì kết quả là đậu. Nếu mà cái điều kiện này nó đúng thì kết quả của nó là đậu. Các trường hợp còn lại là nếu không điều kiện này nó sai thì kết quả nó là trượt. Đóng vào vào. Rồi các bạn kéo xuống. Rồi, các bạn có thể thấy đây là cái này điểm 6 này, 6 lớn hơn hoặc 5 kết quả nó đậu. Cái này là 4,25, nó nhỏ hơn 5 thì nó là trượt. Rồi, các trường hợp này nó lớn hơn 5 này nó đậu. Để giả sử đây mình cho 3 đi. Đó thì nhảy ngay kết quả là trượt đúng không? Cái công dụng của hàm if nó như vậy. Thì ngoài việc sử dụng một hàm if ra thì có những trường hợp các bạn có thể sử dụng lồng các hàm if lại với nhau. Giả sử ở đây câu 2. Nếu thí sinh có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8 thì xếp loại giỏi. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 hoặc lớn hơn 7 thì xếp loại là khá. Còn nếu mà nhỏ hơn 5 hoặc lớn hơn hoặc bằng 5. À, xin lỗi, nếu mà nhỏ hơn 7 hoặc lớn hơn hoặc bằng 5 thì xếp loại là trung bình. Các trường hợp còn lại thì xếp loại kém. Thì trong trường hợp này thì các bạn muốn giải, các bạn muốn làm được cái câu 2 này thì các bạn phải sử dụng cái hàm if lồng nhau. Hàm if lồng nhau là như thế nào? Thì đây mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản về cái hàm if lồng nhau. Đây là sử đây mình copy hai cái này đi. Ở đây mình đặt cái câu hỏi cái ví dụ là như sau, nếu cái điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì xếp loại khá này. Còn các trường hợp còn lại thì xếp loại kém. Đây là xếp loại. Thì đây các bạn sẽ sử dụng hàm if lồng nhau là như thế nào? Đây mình giải thích hàm if lồng nhau. Mình sử dụng hàm if này cùng cái bảng điều kiện đối số thứ nhất này, lớn hơn hoặc bằng 5 thì kết quả trả về là khá này. Đã, còn đối số thứ ba thì các bạn sẽ sử dụng tiếp cái hàm if. Bình thường thì đối số thứ ba điều kiện của nó mà sai thì các bạn sẽ trả về đối số thứ ba, ví dụ là
là điều kiện tiếp theo, mình đặt là điều kiện tiếp theo chẳng hạn, đúng không? Điều kiện tiếp theo. Đó, đây cái này lớn điểm trung bình 6 lớn hơn 5 thì nó trả về là khá này. Còn cái câu dưới đây điểm trung bình nó là 4,25 nó nhỏ hơn 5 cho nên nó trả về kết quả điều kiện tiếp theo. Thì bây giờ để sử dụng hàm if giống nhau thì các bạn sẽ đặt tiếp cái ô điều kiện tiếp theo này là một hàm if. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng tiếp nó là cái hàm if. If tiếp cái này. Lớn hơn 4 đi. Lớn hơn 4 thì kết quả nó sẽ là trung bình chẳng hạn này. Còn các trường hợp còn lại thì nó sẽ là kém. Đóng ngoặc vào. Khi các bạn sử dụng hàm if giống nhau thì các bạn lưu ý là cái ngoặc mỗi một hàm if nó sẽ phải có đóng ngoặc mở ngoặc riêng của nó. Ở đây mình sử dụng hai hàm if cho nên là ở cái cuối này mình sẽ phải có hai dấu ngoặc. Mình đổi lại câu hỏi này một chút này. Nếu điểm trung bình nếu mà 5 mà lớn hơn điểm trung bình lớn hơn 4 thì xếp loại. Trung bình trường hợp còn lại còn là xem lại kèm. Đây câu hỏi như này thì các bạn đặt hàm như này đúng không? Nếu lớn hơn 5 thì xếp loại khá. Còn nếu mà cái điểm trung bình mà nhỏ hơn 5 lớn hơn 4 thì cái ô điều kiện tiếp theo của nó thì sẽ là nếu mà lớn hơn 4 thì kết quả trả về đó là điểm trung bình. Còn các trường hợp còn lại thì kết quả trả về là kém. Rồi cái ví dụ này là sử dụng hai hàm if lồng nhau. Bây giờ quay trở lại về cái câu 2 của cái câu ví dụ này. Phần này thì các bạn sẽ sử dụng ba hàm if này. Đây công thức là như sau, if điều kiện của nó lớn hơn hoặc bằng 8 thì nó là giỏi. Tiếp đối xử thứ ba các bạn sử dụng hàm if tiếp theo, if D18 lớn hơn hoặc bằng 7 thì xếp loại là khá. Rồi các bạn lồng tiếp thêm hàm if nữa. Nếu D18 lớn hơn hoặc bằng 5 thì xếp loại là trung bình. Các trường hợp còn lại thì xếp loại là kém. Đây các bạn đóng ngoặc vào. Các bạn lưu ý khi các bạn đóng ngoặc vào thì nó sẽ hiển thị cái màu ở đây. Nếu như mình đóng một cái ngoặc đầu tiên thì cái màu này với cái màu hàm if này nó sẽ trùng nhau này. Mình đóng tiếp một cái ngoặc nữa thì cái màu đỏ này nó trùng với cái màu đỏ hàm if này. Các bạn cứ đóng ngoặc hết khi nào đến cái màu đen ở cuối cùng ở đây thì là đủ. Các bạn bấm enter. Các bạn kéo xuống. Ở cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if. Trong Excel nó có nhiều cái hàm điều kiện khác nhau. Nó ngoài hàm if ra thì nó còn nhiều hàm khác. Thì ở các video tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn các hàm điều kiện khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.